Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều nông dân nuôi bò sữa tại đồng bằng sông Cửu Long phải mang sữa đi đổ vì không thể bán được. Những ngày qua, gia đình chị Lâm Thị Thúy Liễu, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, có 4 con bò đang cho sữa, khoảng 60 lít một ngày, nhưng không biết bán đi đâu. Chị Liễu cho biết, từ ngày 19 tháng 7 đến nay, tôi đã phải tự tay đổ bỏ gần 60 lít sữa mỗi ngày. Sữa không bán được nhưng tiền thức ăn cho bò vẫn phải trả hơn 200.000 đồng một ngày. Tương tự, tại gia đình anh Lương Sà Rươn, từ khi giãn cách xã hội, mỗi ngày anh Rươn phải đổ bỏ gần 25 lít sữa. Những nông dân nuôi bò sữa tại Sóc Trăng cho biết, giá sữa nguyên liệu hiện được thu mua khoảng 12.000 đồng một lít. Theo ông Châu Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Tâm, đối với các hộ nuôi bò sữa cặp quốc lộ 1, cung cấp cho công ty chế biến sữa thì vẫn có thể bán được vì có luồng xanh vận chuyển. Còn các hộ ở sâu bên trong thì các hợp tác xã khó đi mua. Chỉ tính riêng địa bàn hai xã Tham Đôn và Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, mỗi ngày có trên 1.600 lít sữa bò phải đổ bỏ. Còn tại thành phố Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Food Farm ở nông trường Sông Hậu, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đã có văn bản cầu cứu các ngành chức năng để tìm đầu ra cho sản phẩm sữa bò. Đơn vị hiện đang có đàn bò sữa trên 500 con, cho sản lượng trung bình 1,5 tấn một ngày.